Chào các bạn nhé, video này mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu tranh thêu chữ thập lưu thủy sinh tài. Tranh phong cảnh rất là đẹp các bạn nhé. Đây ạ. Cái ảnh nó có cái lớp trắng ni lông nên là bị óng ánh các bạn nhé. Tranh này là của hãng Mona Lisa. Trong tranh thì có cái chart để hướng dẫn thêu này các bạn này. Là to. Trên chat cũng có cái mã tranh các bạn nhé, MN0083. Để mình... Kích thước của nó là 180 nhân với 85 cm này các bạn này. Tranh này là tranh thêu kín các bạn nhé. Ký hiệu rất là dễ nhìn này. Mình quay gần cho các bạn xem này. Mẫu tranh rất là đẹp luôn. Cái phong cảnh này các bạn nhìn cái chiều sâu của nó rất là sâu tranh. Khi mình treo mình sẽ nhìn thấy nó sâu cái chiều này này. Cái chỗ đoạn này nó rất là đẹp này các bạn này. Bề này nó nổi lên này. Đây là phần giữa tranh các bạn này. Tranh này là tranh thêu kín toàn bộ các bạn nhé. Trên tranh thì có ký hiệu màu chỉ luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy màu chỉ này. Họ đánh dấu là số 5 thì bạn lấy màu số 5 các bạn thêu vào. Tên màu 52 thì các bạn thêu màu 52 vào nhé. Đây là màu 36 này, đây là màu 15 này. Đây là màu 4 này. Thì các bạn chỉ cần lấy cái màu của nó ở trên cái bảng chỉ các bạn thêu vào thôi. Đây là Zalo và Facebook của mình. Bạn nào mà cần tư vấn hay hỏi cứ nhắn cho mình nhé. Bạn nào muốn đặt hàng qua Shopee thì mình có link Shopee ở cái phần mô tả giới thiệu đấy ạ. Mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem nhé. Tranh này rất là to luôn. 180 là chiều ngang của tranh. Còn chiều cao là 85 cm. Mình thêu hết cả tranh. Các bạn nhìn này, rất là nó từng cái mảng màu rất là dễ nhìn. Mình sẽ quay gần xuống cho các bạn xem nhé. Chỉ này là chỉ cốt tông các bạn nhé, thường gọi là hoặc là gọi là chỉ thường.
Mình thêu 3 sợi ạ. Trong tranh thì gồm có một túi chỉ rời này các bạn này. Mình khi mà gửi tranh cho các bạn thì mình sẽ gửi kèm theo tặng thêm kéo và kim nhé. Còn bình thường thì trên tranh sẽ có hai cái kim gài mép tranh này, các bạn nhìn này, có hai cái kim gài đây ạ, hai cái kim gài ở góc ạ. Còn đây là bảng chỉ thì gồm một bịch chỉ rời như thế này các bạn này. Và có hai cái bảng chỉ như thế này nữa này. Đây. Tổng là có 59 màu chỉ các bạn nhé. Đây là 59 màu này. Chỉ rất là suôn mượt luôn. Mình sẽ sang cái bên ký hiệu cho các bạn xem nhé. Cái phần ký hiệu ở mép tranh này. Đây ạ. Các bạn sẽ nhìn này. Đây là phần ký hiệu này. Cột đầu tiên từ số 1 này cho đến 59 thì là màu chỉ ở trên cái bảng chỉ đấy ạ. Còn cái phần ở giữa này là nó ký hiệu ở bên này các bạn nhé. Ví dụ mình 57 thì mình lấy màu 57 mình thêu vào. Hoặc đây là màu 18 này. Thì cái ký hiệu của nó ngày 18 đây các bạn nhìn này. Đây mình quay gần nhé. Đấy. Đây nó có cái ký hiệu sọc màu hơi trắng trắng, còn nền màu hơi nâu nâu. Đây sọc hơi trắng trắng, nền hơi nâu được các bạn này. Thì các bạn lấy chỉ màu số 18 các bạn thêu vào. Chỗ này là phần thác nước ạ. Mình sẽ quay gần chỗ đoạn này cho các bạn nhìn nhé. Đây ký hiệu này. Phần này là chỗ cái nhà đấy ạ. Là phần của cái nhà này. Phần này là phần thác nước này các bạn này. Thank you.
Mình sẽ quay sát đoạn này các bạn xem nhé. Mẫu này lên đóng khung rất là đẹp các bạn nhé. Mình đã đóng nhiều rồi ạ. Các bạn khách thêu rất là nhiều rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo ạ. Mình sẽ quay các mẫu tiếp theo cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.